Sáng 14 tháng 3, tại sân vận động Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã Đông Triều, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao tổ chức khai mạc giải Điền kinh học sinh phổ thông tỉnh Quảng Ninh năm học 2018-2019. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Chiên, Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao Quần chúng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều, đồng chí Phạm Văn Thái, Phó Bí thư tỉnh đoàn. Tham gia tranh tài giải lần này có gần 600 em học sinh đến từ các cấp tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên tham gia tranh tài ở 32 nội dung thi cho cả nam, nữ ở 3 cấp học như đẩy tạ, nhảy cao, nhảy xa, chạy các cự ly. Đây là hoạt động thể thao thường niên được tổ chức nhằm tuyển chọn những em học sinh có tố chất thể thao để bồi dưỡng trở thành vận động viên chuyên nghiệp, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại trong khối học sinh phổ thông. Thông qua giải sẽ tuyển chọn và thành lập đội tuyển điền kinh học sinh của tỉnh tham dự giải điền kinh học sinh toàn quốc năm 2019. Giải sẽ kết thúc vào ngày 16 tháng 3 năm 2019.